Để có thể giải được cái bước cuối cùng này một cách đơn giản nha, công việc đầu tiên của các bạn sẽ phải kiểm tra thật là kỹ lưỡng xem là cục Rubik của chúng ta có ốc vít hay không nha các bạn. Đây, đây, cục này có ốc vít này, còn cục này không có này. Đầu tiên thì mình sẽ giải những cái cục không có ốc vít trước nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là anh Củ Cải đây. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại với bộ sưu tập Rubik cực khủng của mình nha các bạn. Ở những cái video lần trước mình cũng đã review về cái bộ sưu tập Rubik cực khủng của mình và được khá là nhiều bạn đón nhận và ủng hộ và còn yêu cầu mình làm tiếp những cái phần tiếp theo. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review và chơi thử những cái bộ Rubik còn lại nha. Mình đã review và chơi thử Rubik rắn này, Rubik giải đố hình cầu và hình kim cương này. Mình sẽ review những cái bộ Rubik dễ trước nha các bạn. Theo như mình cảm nhận thì bộ Rubik dễ nhất đó chính là bộ Rubik 2x2 và bộ Rubik 3x3 nha các bạn. Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ review và chơi thử hai cái bộ Rubik này nha các bạn. Có một điều đặc biệt trong cái video ngày hôm nay đó chính là mình sẽ hướng dẫn cho những cái người nào không biết chơi Rubik, mù Rubik, gà Rubik trở thành một người có thể giải được Rubik bình thường như bao người khác nha các bạn. Đấy, các bạn thấy hấp dẫn không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua những cái cục Rubik 2x2 và Rubik 3x3 cho tất cả các bạn được hiểu nha. Mỗi cục Rubik của chúng ta sẽ có 6 mặt, 6 màu khác nhau này các bạn. Rubik 2x2 thì có nghĩa là mỗi mặt chúng ta sẽ có 2 viên dọc và 2 viên ngang này các bạn. Cũng tương tự như vậy thì Rubik 3x3 có nghĩa là chúng ta sẽ có 3 viên dọc và 3 viên ngang này. Cách để chơi những cái cục Rubik này thì đó là chúng ta sẽ xáo đều tất cả những cái màu này lên. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cách để đưa nó trở lại về trạng thái ban đầu nha các bạn. Có nghĩa là cùng màu cùng mặt với nhau đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chỉ chơi hai cái cục Rubik này thôi. Còn hai cái cục nhỏ này cũng là Rubik 3x3 nhưng mà nó khó xoay lắm các bạn ạ. Đấy, nó rất là khó xoay cho nên là mình sẽ chỉ chơi cái cục lớn này thôi nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả những cái bạn nào chưa từng chơi Rubik, gà Rubik, mù Rubik có thể giải được những cái cục Rubik này đơn giản nha. Nào, bắt đầu nào. Và công việc đầu tiên của chúng ta đó chính là sẽ phải hoàn thành mặt đáy màu trắng và mặt tầng ở dưới nha các bạn. Ok, và bây giờ để hoàn thành những cái mặt đáy thì chúng ta chỉ cần nhớ một vài công thức thôi là đủ rồi. Và công thức thì ở trên mạng có khá là nhiều, các bạn chỉ việc lên Google tra là ra ngay. Ok, thì bây giờ mình sẽ hoàn thành cái mặt đáy màu trắng trước nha. Đây, như vậy là mình đã có được 2 viên màu trắng này này. Tiếp theo thì mình sẽ lấy những viên màu trắng còn lại nha. Đã có 3 viên rồi nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành được mặt màu trắng và mặt đáy này này các bạn. Tất cả các cạnh đều cùng màu nha. Và mình cũng sẽ hoàn thành cái mặt đáy màu trắng của cái Rubik 3 tầng này luôn. Chúng ta sẽ lấy cái chữ thập trước này. Đây, như vậy là mình đã có một cái chữ thập màu trắng này nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ phải làm mấy cái cạnh này nó cùng màu với nhau này. Cái này thì cũng khá là đơn giản. Đây, có hai cạnh cùng màu rồi. Hai cạnh bên này nữa thì chúng ta sẽ qua sang, quay lại lên đấy. Tất cả cùng màu rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hoàn thành những cái viên màu trắng này luôn. Và mình sẽ nhìn những cái màu của cái viên màu trắng này nó là màu đỏ với màu xanh dương để xem nào. Mình sẽ quay nó về màu đỏ và màu xanh dương ở đây. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được mặt đáy này nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ giải tầng 2 này. Rồi mình sẽ tìm những cái viên này, ví dụ như là viên này màu xanh dương và màu da cam. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái viên này về đây nha. Rồi, như vậy là đã vào rồi này. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành được tầng 2 này nha. Rồi, công việc cuối cùng của mình đó chính là sẽ làm luôn cái mặt tầng trên này. Thì cái công việc còn lại đó chính là sẽ phải giải cái mặt tầng trên này. Nó có rất là nhiều công thức, rất là khó nhớ các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để có thể giải được cái bước cuối cùng này một cách đơn giản nha. Công việc đầu tiên của các bạn sẽ phải kiểm tra thật là kỹ lưỡng xem là cục Rubik của chúng ta có ốc vít hay không nha các bạn. Đây, đây, cục này có ốc vít này, còn cục này không có này. Đầu tiên thì mình sẽ giải những cái cục không có ốc vít trước nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm gì? Đó chính là chúng ta sẽ phải sử dụng một lực thật mạnh. Đấy, kéo một cái viên này ra. Đó, như vậy là đã ra được một viên thì những viên còn lại ra rất là dễ luôn các bạn. Và công việc tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ lắp lại theo đúng màu, đúng cạnh của nó nha.
Như vậy là mình đã có được một chữ thập màu vàng vẫn theo các bước nha các bạn. Rồi, cái bước tiếp theo là mình sẽ trải góc này. Và mặt cuối cùng rất là đơn giản luôn. Như vậy là mình đã giải xong được cái cục Rubik 3x3 rất là đơn giản luôn, phải không các bạn? Với cái cục Rubik 2x2 thì hơi phức tạp một tí nha các bạn, bởi vì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một cái tua bit. Chúng ta sẽ cho vào đây, vặn con ốc này ra nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp lại như cũ. Như vậy là mình đã hoàn thành xong rồi này các bạn ơi. Công việc cuối cùng của chúng ta đó chính là vặn ốc lại thật chặt. Xong. Đấy nha các bạn ơi, cuối cùng thì mình đã giải xong hai cục Rubik 2x2 và 3x3 đây này. Tất cả đều cùng màu với nhau nha, không sai một cái nào luôn. Sao, các bạn thấy mình ngầu không? Cái này là bí mật gia truyền bao nhiêu năm nay của nhà mình. Quý lắm thì mình mới chỉ đấy các bạn ạ. Quý đến như vậy rồi mà không cho mình một like, một subscribe nữa thì thôi, phí, bỏ. Vừa nãy thì mình chỉ đùa với các bạn thôi, các bạn đừng tưởng là thật nhá. Cái này thì chỉ là cái mẹo nhỏ, mẹo vặt linh tinh thôi, mình chỉ làm cho vui thôi các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn mình giải đàng hoàng thì mình sẽ làm một video lần sau nha. Chứ thực ra mà giải 3 cục Rubik này nó sẽ ẹt, giải bình thường nó không có vui phải không các bạn? 3 cục Rubik này mình giải một loáng cái là xong luôn các bạn ạ. Nếu như mà các bạn không tin thì hãy comment và like cái video này thật nhiệt tình xem. Nếu mà đủ 100 like thì ở video lần sau mình sẽ giải cho tất cả các bạn cùng xem nha. Còn đến đây thì cái video của mình khá là dài rồi, cho nên là hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.